Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thích Chế Độ. Ngày hôm nay kênh Thích Chế Độ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sửa chữa cái điều hòa Samsung nó bị lỗi CF. Các bạn nhìn thấy trên cái màn hình của nó tự động báo chữ CF đấy, các bạn thấy không? Này là nguyên nhân nó báo lỗi là nó nằm ở trên này. Thì cái này nó đơn giản thôi, nếu chúng ta không biết thì mất công phải đi ra thợ. Điều hòa mới này nhà mình mới lắp được có hơn 2 tháng, 3 tháng rồi. Cái lỗi nó nằm trên này. Đây. Ở trên cái điều hòa Samsung. Ở trên cái tấm lưới lọc ở bên trên này nó bị bẩn này các bạn này. Tại vì nhà mình ở trong này thời tiết nắng nóng cho nên là mới có 2 tháng rưỡi 3 tháng này thôi. Nhưng mà điều hòa thì chạy liên tục thế nên là nó bụi bẩn thì nó sẽ báo lỗi như thế này. Thì bây giờ chúng ta thì tiến hành là lau rửa nó, chúng ta sửa cái lỗi này. Điều hòa thì nó lên báo cái lỗi CF này thì điều hòa thì nó vẫn lạnh các bạn nhé, vẫn có nhiệt độ lạnh nhưng mà đủ độ mát của nó thì nó ra sẽ chậm hơn so với bình thường và nó không hiện số được cái nhiệt độ của mình nhé. Chúng ta sẽ tháo ra, chúng ta tháo lưới ra. Các bạn nhìn trong ở đây cái này còn rất là mới này, tại vì nhà mình mới lắp mới 2 tháng rưỡi 3 tháng này rồi. Thì trong thì nó đang còn sạch thì chúng ta cũng không cần phải vệ sinh. Và nếu như nó mà bẩn quá thì các bạn nên dùng cái chổi lông bạn quét nhé, cho nó sạch nhé. Vệ sinh nó cũng rất là đơn giản thôi. Này, sau khi chúng ta đã tháo tấm lưới ra rồi, các bạn nhìn thấy là rất là bẩn luôn. Nó bịt kín phía bên trên này. Thế nên dẫn đến cái việc là khí mà được lưu thông vào trong phần quạt thổi ra nó kém. Đấy, nên là máy nó báo. Máy nó báo lỗi như thế. Bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta xịt rửa. Các bạn lấy cho mình có một bàn cháy mềm nhé. Loại bàn cháy gọi đi cọ mà quét sơn ấy. Đó, các bạn dùng cái cọ đấy, các bạn cọ thì nó đảm bảo hơn. Chứ các bạn mà dùng cái bàn cháy mà giặt quần áo hay là cái xăng kia nó cứng quá thì không nên, để hỏng. Nó xịt rồi mà là cái lớp ở trên nó trôi ra kia đen xì. Đấy, sợ chưa? Tại vì mình điều hòa mình dùng liên tục bằng 24/24 nên nó có 2 tháng rưỡi 3 tháng này rồi nó bẩn như này. Nên là tốt nhất là các bạn nên dùng tầm 1 tháng các bạn lau dọn một lần rồi chắc ăn. Thì để lâu quá nó bẩn, nó tốn điện lắm. Tại vì nó bị kín như thế này đi rồi nhiệt độ nó ảnh hưởng đến nhiệt độ mà cái quạt nó đẩy gió ra chém khí vào nó đẩy quá đậm luôn các bạn. Các bạn thấy nó trôi đèn rồi nên đẩy nó mới là xịt thông rồi nhé, chưa dùng chổi đánh ra mà. Chưa dùng chổi chắc là nó trôi như thế rồi. Đấy, này chỉ mà trôi lớp trên lên rồi, bây giờ còn cái bên dưới thì mình quét, còn cái mịn hơn thì mình quét nó ra này, ghê không? Cái lưới này là cái màng nó rất là mỏng các bạn, nó mỏng, thế nên là các bạn mới dùng loại cọ này, chúng ta hay dùng được quét sơn đấy, loại quét thì nó sẽ đảm bảo hơn, nó không bị hỏng cái lưới. Các bạn không nên dùng cái loại bàn cháy cước này nhá. Không nên dùng là bàn chải mà giặt quần áo đánh nó hỏng mất, hỏng cái lưới này là xong, là mất công phải mua. Tấm lưới này lúc tháo ra nó cũng dễ, tại vì nó cũng có mình đi làm cái chèn sắt vào đấy, cũng nên là ra luôn. Sợ chưa? Bẩn luôn.
Sau khi mà các bạn đã vệ sinh xong rồi, được rửa xong rồi thì các bạn tiến hành lau khô nhé. Lau khô cái tấm lưới này xong chúng ta sẽ lắp vào. Chúng ta lại tháo ra như thế nào thì chúng ta lắp vào như thế. Đó, thì nãy chúng ta lắp theo chiều đừng có cái ngàm phía bên trong. Bên trong nó có cái ngàm như này. Còn bên ngoài thì là nó cái ngàm cắm thẳng xuống. Đây, bên trong là đùn vào này. Xong trên bên này ngoài để úp vào thôi. Cái này nó lắp vào đơn giản hơn lúc nãy mình làm mình tháo ra. Đây hiện tại khi mà mình tháo ra là nó vẫn đang còn CS nha. Đó, tại vì nó là cảnh báo mà, nó là cảnh báo thì chúng ta biết để chúng ta vệ sinh cái màng lọc. Bây giờ chúng ta tiến hành lắp cái này vào, lắp cái tấm lưới lọc vào. Hiện giờ nó vẫn đang CF này, lát nữa chúng ta sẽ điều chỉnh lại để chúng ta lại đặt cảnh báo nó lại. Để cái này là khi nào mà nó bẩn ấy, là máy sẽ tự động cảnh báo cho chúng ta biết thì chúng ta sửa nó. Đây, cái này chúng ta lắp vào. Cái này nó cũng rất là đơn giản đấy, các bạn cắm vào. Còn các cái ngàm của nó, phần đặt xuống. Đấy, như này là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống, chúng ta dùng điều khiển từ xa, chúng ta điều chỉnh lại nó để đặt lại cái cảnh báo này. Đây trên cái điều khiển của chúng ta, các bạn nhìn thấy đây chỉ option nhé. Các bạn nhấn option. Đấy, nó sẽ hiện lên như thế này. Các bạn nhấn vào nhấn tiếp option. Đến khi nào nó nhìn thấy cái chữ filter reset ở dưới này. Sau đó nó nháy như thế rồi các bạn nhấn chữ set. Nhấn vào chữ set bên dưới này. Đấy. Thế là xong. Đây, bây giờ các bạn nhìn thấy. Bây giờ đã báo về nhiệt độ rồi. Chứ lúc nãy là nó chỉ báo mình trên điều khiển thôi. Còn trên kia là nó không báo. Sau khi chúng ta làm xong thì các bạn nhớ nhấn chữ reset này về nhé. Nhấn option này, nhớ nhấn chữ option này. Nhấn vào xong các bạn điều chỉnh đúng ở chỗ chữ filter reset. Ví dụ bây giờ mình nhấn vào đang nháy những cái khác nhỉ. Đang nháy như thế này thì các bạn nhấn option tiếp. Nhấn thế nào nó nhấn đến chữ filter reset là các bạn nhấn chữ set này. Là ok nhé. Đấy, bấm vào này. Đây là tự động máy sẽ reset lại. Mình nhấn vào thôi, nhấn reset cái sau khi nó đến được nó tự nó reset xong rồi nó sẽ mất cái chữ reset như này là được nhá. Đấy, bây giờ máy chạy nó mát hơn, rất là nhanh. Tại vì máy này mình mới mua mà. Nó mới mua mà mới 2 tháng rưỡi 3 tháng trời này mà nó đã bẩn như thế rồi, là các bạn biết là trong cái không khí chúng ta nó bụi, trong phòng kín nóng như thế mà vẫn bụi rất là nhiều. Đấy nên là các bạn chú ý nhé. Cái này nó đơn giản thôi, chúng ta có thể tự xử lý được, đỡ phải ra ngoài tiệm gọi thợ vào, nó thứ nhất là mất thời gian, thứ hai nó lại tốn kém kinh phí. Có thể nó chỉ đơn giản như thế thôi nhưng mà thợ nó vào nó chọc ngoáy nó lấy 100.000 là bình thường. Đây, xin cảm ơn các bạn đã xem video này, chúc các bạn ngày mới vui vẻ.